Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Cà phê Ngày Mới sáng nay cùng Nguyên Bảo và Hồng Nguyên. Và tiểu mục tiếp theo của chúng ta sẽ là tiểu mục Cà phê Điểm Báo, nơi chúng tôi chọn ra một số đầu báo đáng chú ý để cùng quý vị chúng ta cập nhật thêm các thông tin hoặc là những góc nhìn chuyên sâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với các hoạt động của các cơ quan, các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước trong những bài báo đầu tiên mà chúng tôi đã lựa chọn. Kính thưa quý vị khán giả cũng như là thưa tất cả nhà quan tâm đến hoạt động của nghị trường quốc hội. Kỳ họp bất thường lần thứ hai quốc hội khóa 15 đã khép lại với rất nhiều dấu ấn tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước. Đánh giá về kết quả kỳ họp đại diện nhiều cơ quan dân cử ở các địa phương cùng chung nhận định kỳ họp bất thường đã dần trở thành hoạt động bình thường của quốc hội để xem xét quyết định một số nội dung hết sức quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách thực tiễn của đất nước. Báo đại biểu nhân dân trang năm các bài đã ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn đất nước xin được chất đọc của quý vị diễn ra trong vòng 4 ngày với sự chuẩn bị khẩn trương, kỹ lưỡng, cách thức làm việc khoa học linh hoạt, các nội dung đề ra đều được Quốc hội thảo luận và cho ý kiến hết sức kỹ lưỡng, tiếp thu và giải trình đầy đủ trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua. Trong số năm nội dung được đưa ra tại kỳ họp bất thường lần này, việc Quốc hội thông qua nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức to lớn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Ngoài ra, việc Quốc hội thông qua luật khám bệnh chữa bệnh sửa đổi cũng sẽ góp phần giải quyết những tồn tại trong ngành y tế, cũng như vấn đề cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa bệnh hiện nay, đáp ứng mong mỏi của cử tri và nhân dân cả nước. Tại phiên khai mạc kỳ họp bất thường lần thứ hai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động bình thường của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, cho thấy tinh thần chủ động của Quốc hội vì lợi ích của nhân dân. Việc tổ chức Tổ chức kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội khóa 15 tiếp tục khẳng định bản lĩnh, quyết tâm chính trị của Quốc hội với mục tiêu cao nhất là đặt lợi ích của nhân dân trong mọi quyết sách. Một bài báo đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn được đăng tải trên trang nhất và trang 4 của Báo Pháp Luật Việt Nam à, viết về nhan đề phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại và phục vụ phát triển đất nước. Theo như bài viết này chia sẻ thì Việt Nam cũng là một trong những quốc gia mà Thủ tướng Phạm Minh Chính có nhấn mạnh rất nhiều những vấn đề cần quan tâm trong vấn đề đối nội và đối ngoại. Trong bài phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác ngành ngoại giao năm 2022, triển khai phương hướng và nhiệm vụ năm 2023 diễn ra vào ngày 10 tháng 1 biểu dương những nỗ lực và kết quả của toàn ngành ngoại, ngoại giao trong năm qua, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng năm 2023 thế giới và khu vực đang đứng trước những xu hướng, những chuyển dịch lớn, đặt ra cho chúng ta những thời cơ và thách thức đang xen. Đối với Việt Nam thì đây là năm mà có ý nghĩa quan trọng và là năm bản lề thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025. Chính phủ đã xác định phương châm hành động 2023 đó là đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo kịp thời và hiệu quả. Trên cơ sở đó, Thủ tướng nhất trí với chủ đề hành động năm 2023 của ngành ngoại giao, đó là đoàn kết kỷ cương bản lĩnh sáng tạo vượt mọi thách thức và phát huy vai trò tiên phong của công tác đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước. Thủ tướng nêu rõ, tinh thần chung là ngành ngoại giao cần phải tiếp tục kế thừa, phát huy bản sắc đối ngoại và ngoại giao Hồ Chí Minh, quán triệt nghiêm túc và luôn bám sát chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 và chỉ đạo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị đối ngoại toàn quốc, phát huy mạnh mẽ vai trò tiên phong của đối ngoại, trong đó giữ vững hòa bình, ổn định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên phục vụ phát triển đất nước là nhiệm vụ trung tâm, nâng cao vị thế và uy tín của đất nước là nhiệm vụ quan trọng kính thưa quý vị và các bạn trước thông tin Trung Quốc sẽ hoàn toàn mở cửa lại biên giới và gần như đưa nền kinh tế của mình trở lại trạng thái bình thường thì không phải ngẫu nhiên mà là nhận được sự quan tâm lớn như vậy. Đặc biệt là với những quốc gia láng giềng xung quanh có giao thương rồi du lịch qua lại thường xuyên với Trung Quốc như Việt Nam của chúng ta. Và trước dịch thì ước tính là khách Trung Quốc chiếm tới 1 phần 3 lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Và sự mở cửa trở lại của thị trường du khách này sau gần 3 năm ngủ đông là tín hiệu tích cực. Dù vậy thì bối cảnh mới cũng đòi hỏi ngành du lịch Việt Nam cần có nhiều giải pháp cấp bách để có thể thu hút được dòng khách này một cách bền vững. Trang Nhất và Trang 12 báo pháp luật Việt Nam số ra sáng nay có bài chuẩn bị đón du khách Trung Quốc. Trung Quốc là nguồn khách du lịch quốc tế quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch vào năm 2019, năm 155 triệu du khách của nước này đã chi hơn 25.000 tỷ đô la tại nước ngoài, theo các nhà phân tích, xu hướng du lịch của người Trung Quốc sau khi nước này chính thức mở cửa du lịch trở lại, từ ngày 8 tháng 1 sẽ góp phần thúc đẩy các nền kinh tế trên toàn cầu. Theo thống kê của trang web du lịch Trung Quốc Trip.com, lượng đặt chỗ của du khách Trung Quốc cho các chuyến du lịch nước ngoài trong kỳ nghỉ Tết nguyên đáng sắp tới, từ 21 đến 27 tháng 1 đã tăng 540% so với năm trước, với chi tiêu trung bình cho mỗi lần đặt phòng tăng 32% các điểm đến của họ có thể là australia thái lan nhật bản mỹ và anh đối với việt nam trung quốc là thị trường du lịch quốc tế lớn nhất chủ tịch hiệp hội du lịch việt nam vũ thế bình cũng cho rằng để đón tiếp hiệu quả an toàn đối với khách du lịch trung quốc cần có sự chuẩn bị chú đáo việc đầu tiên ngành du lịch phải triển khai là đưa ra các gói giải pháp cấp bách để sớm thu hút được khách du lịch trung quốc đồng thời ban hành các quy chế chặt chẽ và quản lý hoạt động này đảm bảo kết quả kinh doanh tốt nhất chấn chỉnh các hành động sai pháp luật trong phục vụ khách Trung Quốc, tạo ấn tượng tốt đối với khách Trung Quốc để đảm bảo phát triển bền vững thị trường quan trọng này. Đây là một thị trường du lịch lớn nhất bởi vì đây là một đất nước có tới hơn một tỷ dân và với một quốc gia như vậy thì hẳn là khi mà đã mở cửa thông thương sẽ tạo ra một áp lực rất lớn cho tất cả các quốc gia trên thế giới trong đó không ngoại lệ việt nam của chúng ta và một bài viết đáng chú ý trên báo lao động trang nhất và trang ba có nhan đề giải bài toán cạnh tranh khi mà trung quốc đã mở cửa đường biên nhiều doanh nghiệp nhận định rằng việc quay lại mở rộng thị trường ở trong nước đang là một hướng đi mới, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu khi mà thị trường gặp khó khăn do tình hình lạm phát toàn cầu gia tăng. Tuy nhiên, khó khăn nhất là khi quay lại thị trường nội địa là các doanh nghiệp phải cạnh tranh gay gắt với những sản phẩm đại trà cùng loại và giá lại rẻ hơn. Doanh nghiệp buộc phải tìm hiểu thật là kỹ nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời lựa chọn cho mình một phân khúc phù hợp để có được một chỗ đứng vững chắc ở thị trường trong nước. Năm 2022, thị trường nội địa được đánh giá là có sự hồi phục mạnh mẽ khi mà dịch Covid-19 được kiểm soát tốt hơn. Để hỗ trợ kịp thời cho doanh nghiệp quay trở lại thị trường nội địa, trước đó Bộ Công Thương cũng đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam theo chiều sâu, giúp mặt hàng Việt Nam thắng trên sân nhà khi các hiệp định thương mại tự do FTA có hiệu lực. Hàng nước ngoài tràn vào thị trường nội địa khi thuế đã giảm. Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất ứng dụng thương mại điện tử để phân phối tiêu thụ sản phẩm, ưu tiên các doanh nghiệp tham gia chương trình ngày mua sắm trực tuyến, gian hàng việc trực tuyến quốc gia. Cuối năm cũng là dịp tốt để kích cầu tiêu dùng. Bởi đây là giai đoạn có thể đóng góp từ 3% cho tới 40% doanh số của cả năm. Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều nỗ lực để nâng cao chất lượng, đảm bảo quy trình sản xuất, và rõ ràng về xuất xứ, lô nhãn tươi đầu tiên của nước ta đã có mặt tại Nhật Bản vào cuối tuần trước. Đây tiếp tục được xem là một tín hiệu vui trong những ngày đầu năm mới của ngành nông sản nước nhà. Báo Đà đoàn kết số ra sáng nay trang 6 có bài viết Nhãn Việt vương xa. Tính đến thời điểm này, nhãn là loại nông sản thứ tư chinh phục thành công thị trường khó tính này. Để có được thành quả như ngày hôm nay, quả nhãn đã phải trải qua một hành trình đại gian nan bởi thị trường Nhật Bản rất kén chọn thực phẩm, đưa ra nhiều quy trình khắc khe, nhất là vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong khi sản xuất nông nghiệp ở nước ta vẫn còn mang tính manh muốn, việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu của nông dân không được kiểm soát chặt chẽ. Chính vì vậy, không chỉ nhãn nhiều nông sản Việt dù được sản xuất ra nhiều, nhưng vẫn khó có thể xuất khẩu đi các thị trường khác, nhất là với một thị trường khó tính như Nhật Bản. Ông Tài Đức Minh, tham tán thương mại Việt Nam tại Nhật Bản cho biết, Việt Nam và Nhật Bản đã khởi động đàm phán về việc Nhật Bản mở thị trường cho quả nhãn tươi của Việt Nam từ 6 năm trước. Cũng giống như các cuộc đàm phán cho các trái cây tươi khác trước đây, các cuộc đàm phán về việc Nhật Bản mở cửa thị trường cho nhãn tươi Việt Nam diễn ra rất khó khăn. Mặc dù vậy, nhờ những nỗ lực vận động của các lãnh đạo và cơ quan chức năng Việt Nam, ngày 23 tháng 11 năm 2022, phía Nhật Bản đã chính thức cấp phép cho nhãn tươi Việt Nam vào thị trường này. Trên cơ sở đó, ngày 3 tháng 1, công ty trách nhiệm hữu hàng Hoàng Phát đã xuất khẩu 10 tấn nhãn tươi sang Nhật Bản bằng đường hàng không. Đây là lô nhãn tươi đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu vào Nhật theo con đường chính ngạch theo tham tán thương mại việt nam tại nhật lô nhãn này đã lên kệ tại các siêu thị ở nhật bản vào cuối tuần trước và nhận được sự phản hồi tích cực từ người tiêu dùng nhật bản và để cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu cũng như là các doanh nghiệp ở trong nước có thể kích cầu được tốt hơn trong năm 2023 thì những thông tin về phía ngân hàng cũng là một trong những điều rất là quan trọng, đặc biệt là về việc họ có nới rum hay không trong năm 2023. Thưa quý vị, hiện thì mặt bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm được các ngân hàng cam kết không quá là 9,5% một năm. Ghi nhận thực tế cho thấy các ngân hàng thực hiện niêm yết bằng lãi suất đúng theo quy định, xong để có thể tăng hút tiền gửi nhàn rỗi vào mỗi dịp Tết Nguyên đán, các các ngân hàng đã đưa ra một số chương trình khuyến mãi và cụ thể chương trình này được chia sẻ trên báo Đại đoàn kết trang 1 và trang 7 với nhân đề lãi suất huy động bớt nóng. Theo như tiến sĩ Nguyễn Hữu Huân, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, các ngân hàng nhỏ không có lợi thế về hệ thống tập khách hàng nên luôn phải đưa ra lãi suất cao hơn mặt bằng chung. Việc mà các ngân hàng đồng thuận không đẩy lãi suất huy động vượt 9,5% một năm chỉ có thể triển khai đồng bộ trong thực tế với điều kiện ngân hàng nhà nước có biện pháp hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng nhỏ, không chỉ trong ngắn hạn mà còn về lâu dài. Chưa kể là áp lực thanh khoản của các ngân hàng còn đến từ việc thực hiện quy định về tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn ngày càng tăng. Tỷ lệ này bị giảm 37% xuống còn 34% vào tháng 10 năm 2022. Theo lộ trình thì tháng 10 năm 2023 sẽ tiếp tục giảm xuống 30%. Theo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng, năm 2023, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn còn nhiều khó khăn. Quỹ tiền tệ quốc tế vừa mới nhận định 1 phần 3 nền kinh tế toàn cầu sẽ bị ảnh hưởng bởi suy thoái và cảnh báo thế giới sẽ đối mặt với một năm 2023 khó khăn hơn. Trong nước, lạm phát cơ bản đang có xu hướng tăng cao, trong khi vẫn cần thực hiện các giải pháp hỗ trợ nền kinh tế. Những khó khăn trên thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp chưa được giải quyết căn bản, bởi vậy mà lãnh đạo ngân hàng nhà nước năm nay cho hay năm 2023 sẽ là một năm mà chúng ta cần tập trung vào một số mục tiêu lớn như là các giải pháp và ưu tiên cao nhất làm sao đảm bảo thanh khoản giữ vững ổn định và an toàn cho hệ thống.